Báo Thế giới về Việt Nam điểm lại một số hoạt động đối ngoại nổi bật của Việt Nam từ ngày 25 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5. Sáng mùng 1 tháng 5, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Kishida Fumio trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 năm 2021. Chuyến thăm sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trên cơ sở tình cảm, chân thành và tin cậy. Trong khuôn khổ chuyến thăm, cùng với lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và dự hội thảo hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Phó Chủ tịch nước Lào Pani Yathotu đã có chuyến thăm chính thức thành công tới Việt Nam từ ngày 25 đến 27 tháng 4. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Pani Yathotu đã hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hội đàm với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Lào Salomsay Komasit và thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm chính thức Lào từ ngày 27 đến 29 tháng 4, kết hợp đồng chủ trì họp tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 9. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến chào xã giao lãnh đạo cấp cao Lào, thăm và gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Chiều 29 tháng 4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã tiếp ông Viêng Say Phommachanh, Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng đến chào kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ngày 28 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu thay mặt Chính phủ Việt Nam cùng Đại sứ Oman tại Hà Nội, Ngài Salah El-Suri, thay mặt Chính phủ Vương quốc Oman đã ký kết hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu đặc biệt và hộ chiếu công vụ. Ngày 26 tháng 4, tại thủ đô Wellington, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung thay mặt Chính phủ Việt Nam đã cùng cao ủy quần đảo Cook tại New Zealand Elizabeth Raikoteka thay mặt Chính phủ quần đảo Cook đã ký thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và quần đảo Cook. Ngày 29 tháng 4, tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Đại hội đồng khóa 76 đã tổ chức phiên họp toàn thể kỷ niệm 40 năm ngày thông qua Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Phát biểu tại cuộc họp, đại diện cho 12 nước thành viên sáng lập nhóm bạn bè Công ước Liên Hợp Quốc năm 1982 về luật biển, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, Công ước được thông qua 40 năm trước với sự ủng hộ rộng lớn đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển lâu dài của luật biển quốc tế nói riêng và việc sử dụng đại dương một cách trật tự và bền vững nói chung. Ngày 28 tháng 4, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp triển khai Hiệp định khung đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU PCA. Phiên họp được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Tổng vụ trưởng Châu Á-Thái Bình Dương Cơ quan Đối ngoại EU Gunnar Wilgan. Ngày 26 tháng 4, Đại sứ Vũ Hồ, quyền trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị quan chức cấp cao ASEAN SOM và cuộc họp lần thứ 12 nhóm công tác Hội đồng Điều phối ASEAN về việc Timor-Leste xin gia nhập ASEAN. Đoàn Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Trung Kiên, đại diện thường trực Việt Nam tại IAEA làm trưởng đoàn, đã tham gia thảo luận tại Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về luật hạt nhân từ ngày 25 đến 29 tháng 4. Ngày 29 tháng 4, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trong 3 tháng tại Biển Đông, trong đó có vùng biển của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình khi triển khai các biện pháp bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật ở khu vực Biển Đông, không làm phức tạp hóa tình hình, đóng góp và duy trì hòa bình, ổn định và trật tự ở khu vực Biển Đông. Ngày 28 tháng 4, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước báo cáo nhân quyền thường niên năm 2021 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người dân.